đơn giản mình tại gia. Dạ. Rồi quyền. Dạ. Ở đây chắc buổi trưa con nóng lắm ha. Nóng lắm. Đồ hầm to này con đứng đây cũng thấy hầm. Ở hầm nha. Biển chiều cửa sổ nè. Dạ. Bởi vì tôi mới ở cái nhà ở dưới đó. Dạ. Mới ở dưới nhà đá dưới không mát đúng không? Dạ. Dạ. Bữa nào lạnh quá thì kia đó. Dạ. Mình nóng. Mình thấy đơn giản này bên ấy và bên nó tự thiện. Dạ. Thật đỏ. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Nam Vương đang ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng và biết được hoàn cảnh của cụ trò 86 tuổi, hoàn cảnh rất là khó khăn. Hôm nay thì STV khám phá hành trình tiếp sức của truyền hình Sóc Trăng sẽ đến đây để trao phần quà của nhà hảo tâm, đó là cô Diana Trần và Dượng Ron Việt Kiều Mỹ sống tại bang California. Dạ, dạ ông ơi, ông dạ. Con là của truyền hình Sóc Trăng. Dạ, 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 dạ. Hôm nay xuống đây thăm ông nè ông. Dạ. Dạ, dạ. Ông hôm nay là 86 tuổi hả ông? Dạ, có 16. Dạ. Con thấy là mọi người đăng clip là ông tới ba căn nhà lá luôn phải không? Dạ. Đây là căn nhà đầu tiên hả ông? Đây dạ, cái nhà đầu tiên. Nhà đầu tiên hả? Nhà này đó tôi là tôi thờ đó. Ủa vậy hả? Tôi thờ chảnh. Mình tự cắt luôn hả ông? Tự tôi làm ơn. Tự làm ơn luôn hả? Dạ, tôi tự làm ơn luôn. Dạ. Ơn nè. Ơi. Đây nè. Rồi. Cái này là bếp nấu ở đây luôn hả ông? Dạ, bếp nấu đó. Rồi dạ. Dạ. Đó, tôi ở đây nha. Dạ. Ở đây là cái giạc mình nằm ngủ. Dạ, nằm ngủ. Hôm nay cái nó hơi chấm, ngày mưa tới là nó dột. Dạ, đó. Tôi ở bữa đơn giản. Dạ. À. Căn cái nhà này mình cắt được bao nhiêu năm hả ông? Nào, này hả? Dạ. Cũng hồi đó tôi nhịn ăn, tôi nhập lá. Vậy hả? Rồi nhà nước cho tiền, tôi nhịn ăn á. Dạ, nhịn ăn. Tôi mua hết miếng tôm tôi để lên. Dạ. Rồi tôi làm không nổi á. Dạ. Rồi con nó thụ gậy tôi. Dạ. Không được, tôi vô này ngồi uống nước. Dạ, dạ. Rồi con qua bên đây. Cái căn trước là nóng quá không? Căn to nó nóng, nóng quá hả? Cái đó mới đây. Dạ. Bên cần tiện gì đó. Dạ, dạ, dạ. Ở đây con lấy ghế cho không? Đây nè. Ê, để tôi ngồi ngồi đây đi, ngồi đây. Ngồi đây tôi châm nước ủ. Dạ dạ. Ở châm nước ủ. Dạ dạ, con ngồi đây. Ơi. Dạ. Dạ, con ngồi đi. Chấm gì đó con phụ cho. Con phụ cho. Chấm cái nào không? Không sao, tôi lấy tôi dạ. Châm nước. Dạ. Thôi khỏi được, mình ngồi trò chuyện chút tại con cũng mới uống rồi ạ. Dạ, dạ ông ngồi đi. Dạ ông ngồi đi. Dạ vậy con đó, mới uống nước. Dạ con mới uống cái gì luôn. Rồi, tôi đây rồi chút rồi. Dạ. Con đứng người to lớn lắm. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là mình sống mình ở đây cũng nhiều năm rồi hả ông? Dạ, tôi ở lâu lắm rồi, dạ. Ở nào tới bây giờ đó. Dạ. Là mấy cái căn nhỏ nhỏ này là mình tự cắt hết luôn, mình tự làm hết luôn. Tôi làm, tôi làm. Dạ. Rồi nấu nướng là mình con tự làm luôn. Con gái của tôi làm nên lục tục mình nên. Dạ. Con nó bù gãy vậy quá đi. Con là không có sống chung phải không? Không, không sống chung ở rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi mới sau này mới cho tôi dạ. Cái nhà đó mới đây nè. Dạ. Ừ, rồi cái đó tôi để trên tôi thờ trên đó. Dạ. Ừ, tôi mới thờ Phật rồi đó, dạ. Với thờ cú quyền. Dạ. Ừ, rồi tôi mới lấy xuống đây tôi lấy rồi dạ. Để trên. Rồi gạo là mọi người thấy rồi hoàn cảnh rồi người ta cho mình gạo ăn không? Có, có đôi vấn đề nhờ nhà nước. Dạ. Với bà con láng giềng này kia đó. Dạ. À, mới thấy gì mới cho tôi người dạ. Chút ít. Dạ, cũng sống đắp đổ qua ngày. Rồi, đồ ăn không? Đồ ăn. Cá rồi đó. Đồ ăn thì tôi dạ. Ăn tương. Ăn tương hả? Tương, hồi nào tới giờ. Dạ. Mấy chục năm rồi. Dạ. Tương. Tương hả? Dạ. Dạ. Rồi ví dụ như mình có ví dụ như bệnh sốt hay cảm lạnh rồi mình đi đâu không? Cái đó không đi chị em ra mình ra. Cái đó thì có. Dạ. Có rồi xuống nhà thương. Dạ, dạ. Có giấy bảo trạm hiểm. Y tế, có bảo hiểm trạm y tế. Dạ. Bảo hiểm. Dạ. Mới hôm đó hội họp lại. Dạ. Nhà tông đồng đó. Bây giờ bà con có ý kiến với bảo hiểm này kia yeah. Đóng mấy trăm vậy đó yeah. Nói cho hết thôi còn bà con nào nữa không yeah. Tôi mới đưa phát ý kiến lên yeah. Bây giờ tôi xin có ý kiến yeah. Nhờ chính quyền địa phương giúp cho tôi được mong ơn cũng không được cũng mong ơn yeah. Tôi đã nghèo tôi không có số tiền yeah. Tôi lấy vô đóng yeah. Bây giờ
cái nghèo tôi không sợ, mà tôi sợ cái đau. Rồi thành ra ba bốn ngày đêm này tôi, bởi tôi nhờ nhà nước, bà con lắng giềng này kia chở được cho tôi được ngày nay, được ngày nay, mọi tôi rất là cảm ơn. Lá lành đùm lá rách. Dạ bởi vậy cảm ơn lắm. Dạ. Ủa ông ví dụ như mấy cái cây này con thấy là mình cầm mình phải có sức cầm rồi sao ông cầm được không? Không thắng đào lỗ cũng thắng ăn từ từ. Ông đào lỗ ông làm từ từ. Đào lỗ làm từ từ. Trời ơi. Hồi đó thì còn hơi có sức một hai năm nay đó, rồi năm nay nó hơi yếu rồi. Dù như bây giờ, chẳng hạn như mình sửa hay là cây nó bị gãy mình sửa thì mình nhờ anh em hàng xóm không? Mình cầm tiếp mình. Thôi. Mình lớn tuổi rồi. Vậy mất công lắm. Bà con ta cũng lo phục vụ này kia. Còn mình mà nó lâu lắm, một giây bắt hôm. Mình vẫn thanh thoảng. Cũng mưa cái nắng đùm bọc được. Muốn làm phiền mọi người không? Bắt đùm bọc được coi. Vậy ông ăn cơm được nhiều không ông? Ăn thì ít. Bị có cái bệnh. Bệnh ông bị gì không? Nó đau tự. Đau tự. Bệnh sao không biết phải chỉ không? Nhiều khi cầm máu. Người đau này chắc chỉ quá. Mình có đi khám chứ không? Có đi khám. Có cũng đi khám là hoài mà chỉ sẽ đâu hết. Mà bác sĩ nói bị gì không? Nói anh cũng bao tử. Anh cũng bao tử hả? Cái đó mà con nghĩ chị cũng phải lâu dài không? Bác sĩ là ăn nhiều không được thì ăn ít cho có sức lại. Cũng nói gì. Sáng sớm là mấy giờ ông ngủ không? Tối là mấy giờ ông ngủ? Tôi hả? Cái ngủ thì có khi thì ngủ được lắm, có khi ngủ được. Mà tôi mấy ít con ngủ. Tới giờ là con khu. Tôi tại gia. Về bên thiền. Thiền trong bờ kia. Ông là 86 tuổi luôn. 86 tuổi. Thấy ở đây ông cắt hai ba căn nhỏ nhỏ thế này là đi qua đi lại thì cũng gần hả ông? Bởi vì trời tắm trời mưa nó muốn hư rồi đó mà chưa có tiền để lọc lại ngoài tắm mưa nè. Ông bây giờ con thật sự đến đây thì một vị hảo tâm ở bên Mỹ, đó là cô Diana Trần và ông xã của cô là Dượng Ron ở bang California của Mỹ ông. Thấy được hoàn cảnh của ông cho nên là nhờ con chuyển đến ông. Đây là tấm lòng hảo tâm của cô Diana và Dượng Ron ở Mỹ chuyển cho ông số tiền là $100. Dạ, $100. Con cũng đã đến ngân hàng đã đổi rồi. Đó là 2 triệu. 313 ngàn. Nghe không? 2.313.000 là gửi cho ông để ông sửa lại nhà của mình. Ông giữ cái tiền để mà mình để xài với sửa nhà nghe không? Tôi không biết lấy chi đền đáp. Tôi chúc cho gia đạo bình an. Dồi dào sức khỏe. Thoát khỏe chân nghiêm. Chỉ thôi. Thành Phật cảm ơn cũng nhờ tất cả chứ. Con nghĩ là khi mà xem clip này thì cô Diana Trần cũng như là Dự Ron rất là vui bởi vì thấy ông còn khỏe mạnh mà cười tươi như thế này. Con xin chúc ông là khỏe mạnh nè rồi sống lâu nữa. Chúc với cái câu á. Sự bình an, dồi dào sức khỏe. Rồi ông cố gắng nghe không? Phước khỏe cho nên mong gắng chứ đường đạo thì không bao giờ bỏ. Cái việc đời thì gác bỏ một bên. Bây giờ còn gì nữa. Để cho con cháu ha. Rồi gìn giữ cái phước đức cầu nguyện cho con cháu sau này. Con cháu cũng gắng ha. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Rồi con xin phép con về. Rồi có dịp là con sẽ xuống thăm ông nữa. Có cái chỗ cảnh này thấy tôi không? Đơn giản thấy không? Còn cái chùa cao nguyễn rộng tôi gì đó. Tôi dựng cũng vậy. Tại gia. Không có sức gia. Ở đâu cũng vậy. Tâm lòng mình.
Quý vị thân mến, thật sự là đến đây thì chúng ta thấy là một cái không gian như thế này, ngôi nhà nhỏ thế này mà ông cụ 86 tuổi vẫn còn cười tươi khỏe mạnh như thế này, thì thật sự thì những tấm lòng chia sẻ, những tấm lòng hảo tâm của cô Diana Trần cũng như là Dượng Ron vô cùng quý báu, tiếp thêm sức mạnh động lực mà vui khỏe cho mà những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Một lần nữa thì xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm, xin được khép lại clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong hành trình tiếp sức tiếp theo của TV Khám Phá Truyền Hình Sóc Trăng quý vị nha.